Rồi em thấy cái màn hình này đúng không? Em dùng laptop dạ, hay em thấy em dùng laptop hay em dùng điện thoại? Dạ hôm nay em dùng điện thoại. Điện thoại vẫn rõ đúng không? Dạ rõ bình thường. Rồi lesson 23. Lesson 23. Meal. Meal. À en l mình đọc là o quá em. Meal. Breakfast. Breakfast. Break âm ca em chặn âm ca, sau đó cũng ta có âm xì uh, phía sau đối với từ fast. Breakfast. 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 Breakfast là bữa ăn sáng nhưng thật ra có một cái cách giải thích khác á. từ first ở đây á, từ fast ở đây á nếu mà là động từ có nghĩa là nhìn ăn, nhìn ăn có nghĩa là tối hôm đó mình ăn xong rồi mình không ăn nữa đến ngày hôm sau mình mới ăn lại là cái quá trình mà mình uh, nhịn ăn đó thì người ta gọi là cái first, cái fast ha. mình đọc là fast đối với động từ còn cái từ break ở đây ấy, có nghĩa là phá vỡ có nghĩa là kết thúc cái việc nhịn ăn đó có nghĩa là cái bữa hôm sau mà mình kết thúc cái việc nhịn ăn đó thì cái đó được gọi là breakfast nhưng không nhất thiết là buổi ăn sáng ví dụ trưa đó, mà em mới ăn thì cái đó cũng được gọi là breakfast nhưng mà ví dụ trưa đó thì mình có thể tính là trưa là lunch cũng được hoặc là cái bữa giữa 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 cái breakfast và cái lunch thì người ta gọi là brunch brunch nó sẽ ghép lại cái từ nó ghép cái từ breakfast với ghép lại cái từ uh, lunch đó nó tạo ra từ brunch có nghĩa là bữa ăn tầm 9 giờ 10 giờ thì chúng ta gọi cái từ đó là brunch. I have brunch at 9 a m. because I don't have time for breakfast and uh, I consider it as my lunch. I as my brunch. À, tôi xem nó như là một cái cái bữa ăn uh, giữa giữa ngày, giữa cái bữa ăn trưa và giữa cái bữa ăn sáng của tôi. Brunch, em đọc lại từ này đi. Brunch. Brunch. đúng rồi cái mặt chữ nó sẽ liên quan đến cái việc phát âm khá là nhiều ở đây là bờ với r là bờ range đúng rồi thì cái âm đầu tiên là âm, m âm bờ thì ngậm môi rồi sau đó đọc ở chữ range à, có âm chờ bờ range rồi từ tiếp theo nha lunch lunch <laughs> đối với cái từ breakfast và lunch và dinner thì chúng ta dùng have breakfast have lunch have dinner Eat breakfast, eat lunch, eat dinner, enjoy breakfast, enjoy lunch, enjoy dinner Nó không có ờ Mặc dù là một bữa ăn nhưng mà nó không có ờ Nhưng mà em thêm một cái tính từ phía trước đó thì chúng ta có ờ a". a big breakfast, a big lunch, a big dinner, a happy dinner uh, An enjoyable lunch, uh, a nutritious breakfast Nhiều dinh dưỡng, cái bữa ăn sáng nhiều dinh dưỡng Chẳng hạn như vậy Nếu mà chúng ta có tính từ phía trước thì chúng ta sẽ có ở, ờ. à, có tính từ phía trước thì chúng ta có ở, ờ. còn thường là breakfast, lunch và dinner thì chúng ta không có ở ờ, ha. Rồi em đọc lại đi. Uh, breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Rồi cái động từ dùng chung với nó là gì em? What is the verb for that? The verb for that is have breakfast, have, have. lunch, have dinner. Have breakfast. Have, have breakfast. Have lunch. Have. Lunch. have Have lunch, have dinner Half dinner. Rồi, hoặc là chúng ta dùng từ enjoy cũng được Enjoy breakfast, enjoy lunch, enjoy dinner Enjoy um, Enjoy breakfast, enjoy lunch, enjoy dinner Rồi, dùng từ ăn cũng được Từ ăn thì chúng ta đọc nó dựt lại Eat breakfast, eat lunch, eat dinner Eat breakfast Eat lunch Eat không có xì nha Eat 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 lunch lunch eat dinner mm. a day a day morning morning evening evening right tell me the names of the three meals that people generally eat a day tại sao có chữ đỡ ở đây chúng ta xác định là ba cái bữa ăn mà người ta ăn rồi xác định thì chúng ta có chữ đỡ ở đây the three meals tell 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 me the names names of the three three meals that people generally eat a day. The names the names of the three the three the three meals that people generally eat a day are breakfast, lunch and dinner. Again, tell me the names Tell me the names of the at the three meals that people generally eat a day. Eat a day. Uh, eat a day. Rồi từ từ. The names. People. Chúng ta bật âm phờ hai lần. People. People. That's right. The names of the three meals. The three meals. The 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 three meals. Đúng rồi. The three meals. Em đang đọc âm phờ anh anh thì một số người đọc chữ thờ thành chữ phờ thì cũng ok ví dụ là thank you thì thay vì đọc là thank you thì người ta đọc là thank you thank you âm phờ cũng được nhưng mà nó, nó cho đọc đúng thì cho nó là làm thờ em đọc rõ âm thờ cho chữ three ha three meals the Three meals. Đúng rồi. The names of the three meals that. The name of the three meals. That people have that people generally generally eat a day eat a day eat hôm có gì nha eat a day eat a day our breakfast our breakfast break nha breakfast a breakfast lunch lunch and dinner and dinner okay What time? Time. Chữ time với chữ m ha. Time. Em đọc lại từ time đi. Time. What time? Đúng rồi, time. Khi mình đọc nhanh nó giống như chữ time. Nhưng mà khi mình đúng ra nó là chữ âm bằng ai, âm um ai với âm um m. Time. Time giống như ta với chữ im. Time. What time? What time? What time do you have your breakfast? I have my breakfast at 7 a.m. What time do you have lunch? I have my lunch at 12 p.m. What time does your dinner begin? My dinner begins at sometimes. Uh, what time does your dinner end? My dinner ends at 8. Thì my dinner begins at 7. Thì how long does your dinner last? Cái dinner của bạn last bao nhiêu? My dinner lasts 1 hour. Một tiếng đồng hồ. Right. Say so go. Hmm. What time do you have your breakfast half of you have, I have your breakfast half your breakfast mm, yeah, well, i have my breakfast i, I have my breakfast at uh, 7 a.m what time what time do you have your lunch i have my lunch at, um tell P.M. Mm. What time does your dinner begin? Um, my dinner begin at um, begins có mẹ xem for begins, begins. ends nó nếu nó là động từ mà chia ngôi số ít thì là begins ends um, begins mm. at uh, 4 pm That's right. What time your your dinner end, uh, my dinner ends at um at kết thúc lúc mấy giờ um six pm six uh, pm thì how long does your dinner last how long the your dinner. Uh, dinner last. Ví dụ là bạn đó là ví dụ em trả lời rồi thầy hỏi một người khác thì thầy hỏi người khác đó là how long does his her dinner last? Uh, là cái buổi ăn tối của em là kéo dài trong bao lâu thì thầy hỏi người khác thì mình dùng his và her. Còn nếu mà hỏi thầy hỏi em thì thầy sẽ hỏi là how long does your dinner last? My dinner lasts. Uh, my dinner lasts um một tiếng đúng không? One hour. One hour. That's right. Yeah. Rồi, right, again nha, đoạn này lại lần nữa nha. What time do you have your breakfast? Cái cái tip ở đây là chúng ta phải đọc, chúng ta phải dính liền nó lại với nhau, chúng ta không đọc có rời rạc quá. Chữ này chúng ta kéo dài ra tí xíu, chúng ta đọc qua luôn phía sau. What time do you have your breakfast? I have my breakfast at 7. What time do you have your lunch? I have my lunch at 12. What time does your dinner begin? My dinner begins at 5. What time does your dinner end? My dinner ends at six, uh, at 6, right? How long does your dinner last? My dinner lasts 1 hour, right again. Okay. What time do you have your breakfast? I have my breakfast at 7 a.m. What time do you have your lunch? I have my lunch at 12 p.m. What time does Your dinner begin. My dinner begin at 4 p.m. What time does your dinner end? My dinner ends at 6 p.m. How how long uh, does your your, your dinner does last? your dinner last? My last one hours. My dinner my lasts, last. My dinner last. My dinner last. One hour. Rồi. Right. My dinner ở đây có thể ta thay thế bằng chữ ít cũng được em ha It lasts one hour. It lasts. Cho chỗ này chúng ta thay thế bằng là it. It lasts one it's, hour. It lasts one hour. Last s t s đây em giải thích em em vừa em đọc như thế nào. Em đọc âm s hai lần ha. Chúng ta có hai cách đọc. Một mình đọc đó là last tới vậy được rồi. Cách thứ hai là bỏ âm t chính giữa đi mình đọc âm s hai lần. Last. S. Last. last đúng rồi last xì một cái nữa em last last đúng rồi rồi continue play sau đó có âm tờ plate place âm phờ em phải ngậm môi giống như bị móm vậy đó nhưng mà nó không tới mức móm đâu kiểu như thế này ngậm môi chặt lại còn không nó tạo ra âm phờ âm phờ là do mình khép môi nó chưa có 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 có, có, có tròn vẹn plate face âm tờ plate play. đúng rồi rồi cách thứ hai là chặn âm tờ luôn à cái này là cái mẫu cái cái cấu trúc cái 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 cái, cái mẫu chung có nghĩa là âm tờ chúng ta có thể chặn nhanh có nghĩa là play vậy thôi play play bốn âm vị trí hàm răng trên đó là d l n t em đọc đi d l n t đờ lờ nờ đúng rồi có nghĩa là cái lưỡi nó sẽ chạm lên hàm răng trên khi mà em thấy những cái âm này á nó ở vị trí nào thì cái lưỡi mình nó sẽ tương ứng ở vị trí đó thì đặc biệt ở đây đó là chữ âm tờ thì chữ play giống như chữ này play em bật chữ này đi play. play play sau đó chúng ta có âm tờ vô thì chúng ta bật âm tờ ra Plate. play Plate. play play em hình như là em dư cái một âm phía trước á play sau đó tờ luôn play tch, vậy thôi play tch. đúng rồi nó không có cái âm tạp âm phía trước ha cách thứ hai là chúng ta play sau đó để lưỡi lên hàm răng trên phía sau hàm răng trên play giống như thế này play nó thì nó sẽ kết thúc được cái chữ này play play chặn cho nó nhanh vô tí xíu nữa là ok play play đúng rồi play đó, có hai cách đọc như vậy cái từ trễ em bỏ âm p này ra âm bỏ âm bỏ cái letter p này ra thì nó cũng là cái chữ trễ đó late late là tôi trễ âm late âm late đúng rồi l mà đọc là o ha bowl. Bowl. âm bờ không phải âm p em có chừng nhầm âm bờ với âm p hai cái âm này nha bờ với p rồi bow Ball. đúng rồi rồi âm ca mà đi với n âm ca không đọc em đọc cái từ con dao knife knife for sau đó chúng ta có âm ca for fork khi mà chúng ta có âm ca vô á thì thường nó đọc dấu sắc em đọc lên luôn fork fork đúng rồi âm s mà đi với âm b á âm b âm p này á nó biến thành âm b để nó mới dễ đọc tại vì á chữ pull không á nếu mà không có âm xì phía trước em đọc b phun bọt hơi phun phun đúng rồi rồi nhưng mà có âm sì phía trước mình đọc vậy nó khó lắm phun khó lắm khó là khó đọc như vậy mình sẽ đọc là spoon bình thường như vậy spoon phun si phun si phun si phun nếu em đọc phun nó hơi khó em đọc spoon thôi spoon spoon. Đúng rồi, giống như spoon nhưng mà em ghép nó dính lại với nhau tí xíu spoon. Spoon. Đúng rồi, nó ra là cái muỗng ha. Rồi, chúng ta có động từ đó là từ chop. Chop không là động từ, nó bằng với từ khách nghĩa là cắt. Cắt ha. Stick là cái que. Cái gì mà cái dạng ví dụ là môi son nè, thì chúng ta ghép cái từ là lip là môi vô stick là cái que, mình nói cái cái que son môi mình nói là lipstick. Lip stick. Lip Đúng rồi, xịt tích cái mà. Lipstick. Lipstick. Lip, xì, xì, xì. Lipstick. Lipstick. Tịch, y, x em. Tịch. Lipstick. Rồi, em đọc cái chữ lắc của tiếng Việt ha. Bò lúc lắc. Bò lúc lắc. Nó có chữ lắc đó, em chặn âm ca. Thì chữ tích ở đây em chặn âm ca của cái trang vậy. Tích. Đúng rồi. Lip, lip ngậm môi lip lip sau đó là xì một cái sau đó là tip lip stick lip test xì phía trước đó lip stick lip stick đúng rồi lip stick ở đây chop stick đó là một chiếc đũa bây giờ là nhận hai cái chiếc đũa những cái chiếc đũa thì mình thêm âm s ở phía sau nữa những cái nào mà tính thành đôi á thì em thêm âm s vào hoặc là mình dùng một cái lượng từ như là a pair of chopsticks. chúng ta có một cái là cái đôi á chúng ta có từ pair a pair of chopsticks đó hoặc là chúng ta không dùng a pair of chopsticks thì chúng ta dùng chopsticks luôn à, chopsticks chopstick phía sau con xì nữa nó hơi khó đọc âm ca mà em bật ra thì nó hơi khó đọc âm xì cho nên là âm ca chúng ta chặn giống như là chữ lắc của tiếng việt luôn lắc lắc Đúng rồi, thì chữ tích ở đây em đọc là tích 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 tóc đó, tích Sau đó có âm xì, âm em ca em. Nếu, mà em nếu mà nó không có âm xì phía sau Thì em bật âm ca, ok Còn bây giờ nó có âm xì phía sau thì bắt buộc em phải chặn âm ca Để mà chúng ta có âm xì, còn không thì em phải đọc như thế này Sticks Hơi khó đọc không? Sticks Nó hơi khó đọc cho nên là Đọc sticks, sau đó mới xì Sticks, vậy thôi, sticks Ticks. đúng rồi chop xiên cái tịch xiên cái chopsticks chopsticks rồi hoàn thiện bowl là cái chén hoặc là cái cái tô ha bowl là cái chén hoặc cái tô what do we eat out of uh, food for rum we eat out of food from a plate or a bowl What do we eat our Food from mm. we eat our food from a plate or a bowl. Plate. and plates or a bowl. Plate, plate or a bowl. What do we eat our food with? We eat our food with a knife, fork, and spoon, or with chopsticks. What do we eat our food with? We eat our food with a knife, fork, and spoon. Spoon, spoon, or with chopsticks. 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 Đúng rồi, chopsticks. Muỗng, nĩa, dao hoặc là là đũa, à, muỗng, nĩa, dao, đũa. Rồi cái phần này nó hơi khó nha Nhưng mà chúng ta sẽ gói gọn trong cái phần này luôn như thế này Many Many Few Few A few A few Much Much Little Little A little A little More than More than Fewer than Fewer than Few em nha, âm phở Fewer than Fewer than Less, uh more than More than Less than Less than The most The most More, âm O em à oh, The most The most The fewest The fewest The most The most The, most. the least The list. Rồi, sẽ có cái là nó dùng được cho cả số ít và số nhiều. Sẽ có cái sử dụng cho đếm được và không đếm được. Danh từ nó có hai loại như sau. Rồi, nó có phần thêm là đếm được và không đếm được nữa. Nếu mà em nói số ít và số nhiều thì cái danh từ đó đếm được hay không đếm được. Số ít, số nhiều, đã đếm được nhiều thì danh từ đó là số. Là đếm được hay không đếm được. là, là danh từ đó đã đếm Đấy. được hay không đếm được. Đếm được. Đúng. à, đúng rồi. Còn cái phần còn lại là danh từ không. Không đếm, không đếm được. Nữa. để vì trong ở đây á nó sẽ có một cái nào đó nó đi với là danh từ uh, số ít và uh, danh từ đếm được và một cái nào đó nó đi với danh từ uh, không đếm được. exception exception shen là sao sang xong em ha shen exception xep là sao xa, xa xôi shen là sao sang xong exception exception đúng rồi quantity Quantity Singular Singular Là số ít Quantity Là lượng Exception Là ngoại lệ Many and much have the same meaning Hai từ này đồng nghĩa But we use Use many with Things we cannot we can count uh, For example We can count pens One pen, two pens Three pens Etc We can count books, chairs, etc. Generally, the things we can count have an s in the plural. People is an exception. It has no s, but it is plural, and we use many with it. Thường là những cái danh từ mà số nhiều và đếm được á, thì chúng ta thường có âm s trong cái dạng số nhiều. Nhưng mà people là một cái exception ngoại lệ. Chúng ta vẫn dùng uh, many with it. But it has no S, nó không có S. For example, there are many people in this town. We use much with things we cannot count. For example, we cannot count water or sugar. We cannot say one water, two waters, one sugar, two sugars, etc. These things are a singular quantity. Là một cái lượng đơn nhất, and we have no S. Chúng ta không có S. Money is not an exception. Chúng ta có thể đếm tiền nhưng mà chúng ta không nói là one money, two money Chúng ta có thể đếm one pound, two pounds, one dollar, two dollars Rồi quay trở lại cái chuyện là water và sugar Em cũng biết đó là water và sugar nó là không đếm, không đếm được Thì chúng ta không thể dùng one sugar to uh, one sugar to sugars Nó phải dùng đó là much, um, nó chỉ dùng là water thôi đúng không? Nhưng mà nó có cái dạng đó là những cái danh từ mà không đếm được á Mà em coi nó là một cái loại á thì em vẫn có thể điểm được nó có nghĩa là ở đây nó là một cái loại nước one water two waters đang nói về cái kind hình thức này vẫn có nha có nghĩa là nó nói về cái loại những cái loại nước ở đây có two waters có nghĩa là two kinds of waters two sugars có nghĩa là two kinds of sugars đường trắng đường nâu nó đó, đó là hai cái loại đường như là two sugars there are two sugars here ở đây không phải là có hai cái đường ở đây mà là hai loại đường ở đây nhớ mà cái câu đó là two sugars thì nó vẫn có nghĩa, nó vẫn đúng nha chứ không có sai nha. nhưng mà trong cái quá trình mình làm trách nhiệm thì thường cách cơ bản á, thì chúng ta không có chọn là two sugars, à, mà trong cái văn nói hoặc là trong cái văn mà hiện đại hoặc là trong cái văn tóm lại là, là giỏi văn á, à, thì mình mới dùng cái dạng là two sugars hoặc là two waters nè, nó như cái gì vậy, nước ngọt, nước mặn chẳng hạn, đó, thì cái đó là uh, về cái danh từ không đếm được mà nó có hình thức mà đếm được thì cái hình thức đếm được của nó là nói về cái loại của cái thứ đó. Ha. ví dụ chẳng hạn như là không khí ví dụ là uh, nếu mà Cái từ không khí đó thì em tra thử coi là nó có ở dạng đó là đếm được hay không chứ là một cái loại không khí hai cái loại không khí đó uh, hoặc là cái từ những cái từ mà không đếm được mà em coi coi nó có phải là là cái loại khi mình đề cập tới nó hay không rồi right. em đọc lại câu này ha many and much have the same meaning many and much have the same meaning But we use an đi. but we use but we use many which things we can call for example we can call pens. one pen, two pens, three pens, etc. We can call books, chairs, etc. Generally the things we can call have an S. In the plural, hmm. people in an is ex an exception, is an, is an exception. Exception. It has no s, but but, it but, is, but but it is plural, and we you, many with, with, it, with it with it with it with it. That's right. For example there are many people in this town. We use much you must mm. with things we cannot cut count them the count 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 Couch. for, for example, example we cannot count water or sugar. We cannot say one water, two waters, one sugar, two sugar, 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 sugars, etc. These things, these, these, things, these things are a single, singular quantity, quantity, and have no s s s, s, s money is not an exception. Uh. we can count money, but we do not say one money, two monies. we say one pound, two pounds, one dollar, two dollars. 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 Mm. right. what's the difference between many and much? the difference between many and much, is that we use many with things we can count, and much with things we cannot count. Mm. What's the what the difference between many and much? The difference between many and much is that we use many with things we can count, and much. With things we cannot count, count, count. Em bật âm tờ đã cũng được count, count, count nờ count, count count, count Cái âm tờ nó cùng cái vị trí với n luôn. Count em đang nghe n, sau đó từ n đó lấy cái lưỡi ma sát lên cái hàm lên trên tắt cái l... bật cái lưỡi xuống khi cái tắt ta à. count. nó no, count đó. No. count. Đúng rồi, count. count. N cho nó rõ N là count. count. Đúng rồi, đúng đó chuẩn. Give me. Give me khi mà đọc nhanh nó thành là give me. Give me a sentence thay vì là give me a sentence thì nó sẽ đọc là Give me, give me a sentence Give me, give me a sentence, sentence cái. Give me a sentence Give me a sentence With rằng, with. with Many in it Many in it. It không có in it In it Please Please There are many cars In a large City. There are many cars in a large city. Many, many cars, many cars. Many cars in a large city. In a large city. Give me a sentence with much in it. I do not put much sugar in my tea. Give me a sentence with much. in it. I do not put much sugar in my tea. Từ này đọc là put. Put. Từ này đọc là but. What? À, but put. 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 But but bờ but but. But. But put. But put. That's right. Feel a little a um, few a little. Rồi a few and a little ha. Rồi, chúng ta có hai dạng, một đó là a few, hai đó là few, một đó là a little, hai đó là little. Khi mà có a vô thì hai cái này ít ít nhưng mà dùng vẫn đủ. Vẫn đủ dùng, a few và a little là vẫn đủ dùng. Còn chê không đủ dùng thì dùng few và little, không có a. À, ít thì vẫn có cái nghĩa là ít a few và few, a little và little nhưng mà đủ dùng thì chúng ta dùng a uh, few a little còn không đủ dùng chê ít thì chúng ta dùng few và lee, little few and little also have the same meaning but we use few with things we can count and little with things we can't count we cannot count and lại đi few and a little few and few and little also have the same meaning but we use few with things we can count hmm. and little with things we cannot count mm. what's the difference between few and little the difference between few and little is that we use few we use few with things we cannot we can count and little with things we cannot count what's the difference between few and little the difference between few and little is that we use few we things we can count and little we things we cannot count hmm. give me a sentence with few in it please there are few tables in this school give me a sentence with little in it i drink little milk give me a sentence with few in this please. there are few tables in this school 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 give School, mm. give me a sentence with little in it. I bring little in it. In it, I drink little milk. Ah, I drink little milk. Many fill. there are many pictures. Are there many pictures on these walls? These walls, pictures. No, there aren't many pictures on these walls. There are few pictures on these walls. Come mà có ít, ha? Are there few people in a large city? No, there aren't few people in a large city. There are many people in a large city. Many few. Many, many few. Are there many pictures on the these, walls? These walls. trên cái bức tường này, những cái bức tường này. These thì một cái walls thì một cái these walls. These walls. No, there aren't many pictures on these walls. No, there aren't many pictures on the walls. The walls. Ah, these walls. There are few pictures on the walls. These okay. walls. Okay. These walls. These walls. Mm. Are there few people in a large city? Large city. last city mm. no there are few people in the last city there are many people in the last city much em thấy cái màn hình không much thấy. Yeah, hey. okay much little a lot of Much, little, a lot of Salt Salt Bật âm tờ ra các em Salt Salt Or salt Salt Pepper Pepper Rồi dùng much khi nào ha Hồi nãy là many với cái danh từ số nhiều đếm được ha We can use much in questions Nhiều mà không đếm được á Nó sẽ dùng trong là Uh, questions và negative sentences We use much in questions And negative sentences But in positive sentences We generally use a lot of For example, we do not say I eat much bread We say I eat a lot of bread Much thì dùng cho danh từ không đếm được rồi ha Much bread Thì hai vị nói là I eat much bread Thì chúng ta sẽ nói là I eat a lot of bread Eat a lot of A lot of là cái Cái, 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 cái lượng Cái Uh, cái quantifier nó dễ chịu nhất có nghĩa là vừa dùng cho cái câu hỏi, dùng trong câu phủ định, dùng trong câu khẳng định, dùng cho danh từ đếm được và danh từ không đếm được luôn, cho nên là nói về cái gì nhiều thì chúng ta dùng a lot of hết cho nó an toàn cũng được. Rồi em đọc lại câu này đi. We can use much in questions and negative sentences. We can use much in questions and negative sentences. But in pos positive Positive. Sentence. Positive. 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 Sentences. Sentence. Sentences. We generally use a lot of for example. We do not say I eat. I eat. Much. I eat. I eat. I eat. That's right. Much bread. Bread. Uh, uh, bread. 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 No S. Bread. I eat much bread. I eat much bread we say i eat a lot of bread mm. do you drink much water yes i drink a lot of water Not i drink much water huh? i drink a lot of water do you drink little water no i don't drink little water i drink a lot of water do you eat little bread no i don't eat little bread i eat a lot of bread do you eat much salt no i don't eat much salt i eat little salt ít muy do you put much pepper on your plate? No, I don't put much pepper on my plate. Much your questions. Huh? I put little pepper on my plate. Right again. Do you drink? Drink. I'm Do you drink? Do you drink much water? Mm. Yes, I drink a lot of water. Do you drink? Do you drink? Do you drink drink. Do you drink ừ. little water? No, I don't drink little water. I drink a lot of water. Do you eat? Do you eat little bread? No, I don't eat little bread. I eat a lot of bread. Bread. Do you bread. eat bread? Bread. À, âm ca đó là chữ breakfast hồi nãy còn cái này là bánh mì thì em đọc âm đờ ở cuối đúng không? Thì không là chữ bread sau đó là âm đờ chặn bread 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 đúng là bread bread do you do eat, you do you eat, eat much, much salt, salt. muối salt. là salt do you eat much much salt no i don't eat much salt i eat little salt do you put much pe pepper pepper on your plate mm. no i don't put much pepper on my plate i put little pepper on my plate i put not i put but i put i put little pepper on my plate i put little pepper on my plate my plate my plate that's right my plate Fewer than, less than, bank. Fewer than, less than, bank. Rồi, chữ than này để lửa với hàm rằng Than. 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 Less than, less than. Less than. Dan than then thì cũng được em ha. Less than, less than, bank. Bank. Bờ, bank. 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 Em đọc âm A cũng được, đọc E cũng được. Bank, bank. 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 Fewer không phải là fewer. Em đọc âm phở là âm phở phở. Fewer. Fewer. Đúng rồi, fewer. Lưỡi đặt giữa hàm răng than. Fewer than. Fewer than. The difference between fewer than and less than is that we use Fewer than with things we can count And less than with things we cannot count For example I have fewer thumbs than fingers I drink less milk than water Fewer là dùng cho đếm được ha. Còn less than là dùng cho không đếm được Mình đang muốn nói cái gì đó nó ít ha? Right, again The difference between fewer than and less than Is that The, the difference Between fewer than And less than Is that we use fewer than which things we can count and less than with things we cannot count for example, we have fewer thumbs, than fingers and drink less less milk than water What's the difference between fewer than and less than the difference between fewer than and less than? Is that we use fewer than with things we can count and less than with things we cannot count. What's the, dif what's the difference between hmm. fewer than and less than? The difference between fewer than and less than is that we use fewer than with things we can count and less than with things we cannot count. Give me a sentence with fewer than in it, please. There are fewer pictures in this room than chairs. Give me a sentence with less than in it. I eat less food than my brother. Give me, give me a sentence with fewer than in it, please. There are fewer pictures in this room than chairs. Give me a sentence with less than in it. Give me a sentence with less than in it. I eat less food than my brothers. Food, em đọc cho nó gọn lại luôn. Food. Food. That's right. I eat, eat không có gì. I eat less food than my brother. I eat less food than my brother. Chữ less nó còn hơi gượng. Less, em có âm gì. I eat less food than my brother. I eat less food than my brother. Are there more people in Europe than in Asia? ở châu Âu nhiều người hơn châu Á. No, there aren't more people in Europe than in Asia. There are fewer people in Europe than in Asia. Are there are there more people in Europe than in Asia? No, there aren't more people in Europe than in Asia. Than Are pure people in Europe than in Asia? People, people. That's right. Uh, do you drink more milk than water? No, I don't drink more milk than water. I drink less milk than water. Do you drink more milk than water? No, I don't drink more milk than water. I drink less milk milk than water. okay have you got more money than the bank of england no i haven't got more money than the bank of england i've got less money than the bank of england have you got more money than the bank of england In no, england In england england that's right england england no i haven't got more money. Than the bank of your, of England, I have got less money than the bank of England. Do you eat more meat than bread? No, I don't eat more meat than bread. I eat less meat than bread. Do you eat more meat than bread? No, I don't eat more meat than bread. I eat less meat than bread. Than bread. tam bờ red bờ red à đúng rồi red em đọc màu đỏ red red more bread more à uh, dan bread dan bread dan bread bread red đúng rồi rồi em sẽ tự coi thêm phần 24 ha. Hôm sau chúng ta học tiếp bài 24 giờ chúng ta học qua một phần khác. Dạ yeah. What's your name, Annika? Can you spell that? Rồi em lấy tờ giấy ha. Em lấy tờ giấy ra. Em điền với thầy những cái phần như thế này. Rồi em nghe thứ nhất là name, thứ hai là surname. Em thấy màn hình đúng không? Yeah. Right. Annika, can you spell that? A N I K A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R E E V E S. R double E V E S. That's right. right. What is her name? Her name is. <laughs> right, I'm getting a line. What's your name? Anika Anika thì cái âm đầu tiên là khi em nghe cái phần mà tên á thì những cái phần mà đôi lúc một số chữ em đoán được cái từ đầu tiên và đoán được cái cấu trúc của nó là Anika đúng không, là ba vần thì em... cái, lát mình, cái phần mà khi mà người ta spell ra thì mình sẽ dễ nghe hơn đó, kiểu vậy yeah. rồi, Anika đúng không thì nó có ba vần chẳng hạn rồi cái âm đầu tiên đó là A cái chữ Can đầu you tiên là... spell that A-N-I-K-A What's your surname? Reeves. nói cái từ reefs đó cái âm đầu tiên nó là gì em? À, thì cái âm đầu tiên là r cái chữ đầu tiên uh, là chữ r reefs nó reefs thì âm đầu tiên là Còn g -Reef. g riffs g riffs g g thì nó là uh, g -R. r nếu mà là nó đọc là g thì nó sẽ là g r à, nó như vậy can you spell that r e e v E S R double E V E S That's right. Right, tên là Annika. Oh. The name is Annika. A how, how can you spell that? A, A N A -N, -I -A. A N I K A. Uh what is the surname? R K I Reeves, right? R E E V E S, right? Double E Double E là hai âm E á, có hai cách đọc một đọc là E E, hai đó uh, là yeah. hai đó là đọc là Double E, right? Triple. Em nghe lời đọc bên đây nè. What's bên... your name? Annika. Can you spell that? A N I K A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R, R e, e E V E, v e S, S. R, R double E double E V E S. That's right. That's right. That's right. Right. Read with me blue, black, red, yellow, green, brown, orange, white. blue, blue, black, black, red, red, red yellow. là red, red là r-e-d là red, red, à, red là em đang đọc âm cao rồi em đọc chữ red giống như e-t-s vậy đó red, red, okay yellow, yellow, green, green, brown, brown, orange, orange, white, white This is Ring. This is Brown. Brown. This is Orange. Orange. This is Black. Black. This is White. White. This is Red. Red. Okay. This is Yellow. Yellow. This is Blue. Blue. Right, read with me an exam. An exam. Mình thấy chỗ này không? Số 1. Rồi, right, cái chỗ này thì mình matching. Match the vocabulary with the correct definition and write H to A to H next to the numbers 1 to 10. 1 to 8. An exam. Bên đây là cái words, còn bên đây là cái definitions. Definition is means that uh, that is a series of words là những cái giải từ to explain the meaning of the uh, vocabulary để giải thích cái từ vựng rồi làm cái phần này trước hết thì mình phải đọc nguyên cột này sau đó đọc nguyên cột này đọc lại cột này rồi sau đó mới chọn an exam an <laughs> exam <laughs> exam cũng được ha bedtime bedtime a listener a listener low low a tip a tip the hardest The hardest, 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 busy, busy, loud, loud, louder, loud, loud. loud. Đúng rồi. Useful information or advice. Useful, useful, useful information. Useful information or advice. Advice. advice? Advice. A test to show that a person knows or can do. A test to show what a person knows, knows. or can, can do. do. The time you go to bed. The time you go to bed. The most difficult. The most. The most difficult. Quiet. Quiet. A person who listens. a person who listen making a lot of noise making a lot of noise doing something doing something right em chọn trước đi an exam what is that exam is uh... exam is mình uh, ghép cái câu lại đúng rồi One. 1A or 1B or 1C or 1H? What is an exam? Exam là gì? Exam là một cái useful information or advice hay là a test to show that what a person knows or can do? Uh, B B An exam is? An exam is a? Uh, an exam is a test to show what a person knows or can do. Person R Person. Okay. What is bedtime? What is bedtime? Uh, bedtime is? C. C. Uh C. What is C? The time you go to bed. Uh. Let's see. Right. C. Correct. What is a listener? Who is a listener? F. F. What is F? A uh, person who listen. Listen. Not listen, but listen. Listen a uh, reason who listen. What is uh correct correct answer? What is low? Low is um low e why with quiet. Quiet. Oh, quiet, that's right, quiet. Right, E. A tip, what is a tip? Um a tip is tip tip this tip will help you study better english uh, this tip will help you overcome challenges better so what is the tip, uh, tip, uh, tip I, a tip a tip is useful useful you for information, information or, or advice. 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 Ah, advice. Let's see. Yes. Hey. Right. The hardest. What is the hardest? Hard. hard? It's very hard. It's very hard. The heart Hard is h a r d e s t is d d d what is d the most difficult most the most difficult the most difficult this exercise is the most difficult this exercise is the hardest or something huh right d correct busy what is busy busy is um busy is h h h h, h. h I, Đúng là đọc giống như chữ A như thế này Chúng ta thêm âm Age vào phía sau h. I, ch, ch, ch. Có âm chờ h. I, ch, I, h. I, ch. Rồi, loud Loud What Còn is cái cuối loud? Chữ, chữ G. G. Making a lot of noise. Làm rất là nhiều tiếng ồn. Tạo ra nhiều tiếng ồn making a lot of noise. Rồi, right. you say again. Loud is making a lot of noise. Loud making loud is making a lot of noise. Ừ, mm, okay. Đó là cái phần de definition mình chọn. Rồi, làm thử bài này nha. Rồi, number one em. Đối với cái bài này chọn true or false nếu mà nó trùng đồng nghĩa câu này đồng nghĩa với cái câu mà người ta nói trong bài thì cái đó chúng ta chọn true, còn trái nghĩa còn hoặc là một cái thông tin nào đó sai thì chúng ta chọn false ha. Còn uh, nếu mà nó không có đề cập á, thì chúng ta chọn là not given nhưng mà ở đây người ta kêu điện true và false thôi. Rồi em đọc câu 1 đến câu 6 đi. The guest in the studio is a teacher. The guest in the studio in a teacher is a teacher. <laughs> Yes, teacher. Mm. Some people can sleep well with a television on. Some people can sleep well with a television on. It it is it bad. bad? Bad. It is bad to think a lot of before going to bed. It is bad to think a lot before going to bed. It's good to play video games before bed. It's g it's good to play video games before bed. Mm. Uh, it's mm. good to turn your mobile off when you go to, go to sleep. It's, it's good to turn your mobile off when you go to sleep?: It's bad to play loud music while you sleep. It's bad to play loud music while you sleep, while you sleep while you sleep? While you, please. you sleep. You sleep. You right. sleep. câu 1 nói gì em? Uh, à, cái, uh, cái, cái thầy. Cái vị khách trong cái studio là giáo viên phải không? À. Uh. Some people, câu 2 nói gì em? Dịch nghĩa. À. Uh. Những người đó, họ đi ngủ Một với cái tivi đang mở. Đúng rồi, mở có người thể, quan mở trọng đi. là những cái từ có thể nè. Nói những cái có từ đó thể. đó, rồi. Ngủ rồi. khi mà tivi đang mở. hoạt động. Đúng rồi, rồi, mở. number three. Nó, nó thì xấu. Không tốt, rồi nó xấu nó không tốt để nghĩ. Những việc nhiều. đó không tốt trước khi mà đi ngủ. Phải việc không? Việc hay là suy nghĩ? Những cái suy nghĩ thình. Rồi, vậy thì mình dịch cái từ từ tu phía trước á To think a lot Nghĩ nhiều trước khi đi ngủ thì không tốt Đó mình dịch vậy đó Nghĩ nhiều trước khi đi ngủ thì không tốt Đúng hay sai? Rồi Chơi video games trước khi đi ngủ thì tốt Câu 4, câu 5 Number 5 Tắt điện thoại khi đi ngủ là tốt Rồi, câu 6 Chơi nhạc Chơi nhạc Lớn thì Trước khi chơi nhạc lớn Trước khi hay à. trong khi? Trong khi Trong khi ngủ. Thì, uh, trong khi ngủ. Thì? Thì sau. Sau, force. Now listen. At exam time, it is important to sleep well. Today, we have Dr. Baker with us in the studio. And he is going to give us five top tips for getting a good night's sleep. Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip one Don't go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on, but the noise and the lights mean you don't really sleep well. So turn it off. Tip two. Don't think too much before bedtime. Do your hardest homework earlier in the evening. Do easier homework later. If your brain is too busy and full of ideas, it takes longer to get to sleep. Tip 3 Don't play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and active. Tip 4 Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can't wait until the morning? If possible, leave your phone in another room. Tip 5 Play music if you like, but don't play it too loud. Turn the sound down low. Thank you, Doctor. That is very useful advice for our young listeners. Rồi right. câu số 1 em chọn. False. Yeah. ờ uh, false. Bởi vì ông... ông này là Doctor. Doctor Doctor nó có hai nghĩa ha. Một là bác sĩ, hai là tiến sĩ ha. Rồi somebody can sleep well with the television on. To false. ờ uh... True. False. Một số người có thể nghĩ rằng ông này em nói là một số người có thể nghĩ rằng là ngủ như thật ra là không ngủ được. Ông này có nói câu đó. đó. Some people yeah. think that they can sleep well with a television, but it's not like that. It's bad to think a lot before going to bed. True, false. True. True. Right. It's good to play video games before bed. False. Uh, false. Not good at all. It's good to turn your mobile phone off when you go to sleep. Phone. Cho, good mà. Good để tắt. Uh, không phải à, để tắt, mà. Tắt. It's bad to play loud music while you sleep. It's too. Cho. Bad. Rồi em sẽ coi bài số 24 nha tự coi video yeah. bài số 24 nha Rồi thầy sẽ gửi thêm cái bài phần reading cho em Để em làm phần reading nha Hôm sau chúng ta sửa phần reading Dạ yeah. ừ, Ok hôm nay học tới đây nha Dạ yeah. ừ.